Sau đây mình sẽ nổ máy còn 300 mi chạy 28.000 cây rồi. Xe này nó đang bị kêu gắt với lại vụ cháy là hở bạc nữa. Chủ xe anh mới kêu mình làm lại. Xe này đời 2016 rồi nè. Nó đang bị rất là hao nhớt. Đó, thấy máy nó kêu không? Đời mà 2017, 2018 là máy kêu lắm. Kêu cái đầu rồi, cái cạnh luôn. Đời này là đỡ rồi. Đời này là nó là ngon nhất của dòng 300 mới. Nhưng mà nó sẽ không bằng cái đời trước với cái đời 2008. Máy chạy tầm khoảng 2 mấy ngàn cây là nó hở bài. Rồi bắt đầu nó hao nhất. Đây, cái này đang gắn cái bộ Porat 11 chàng 2028. Rồi, ra xả nhớt cho nó đi. Chứ ngoài đó cũng đang chuẩn bị làm nó, làm cái này trước. Rồi, sau đấy mình làm cho quá trình mình làm mình sẽ quay cho anh em xem nha. Trước và sau khi làm mà cái khác biệt ha. Đây chiếc Ford nữa. Đây, sau đây là chiếc SH 300 đời 2016 nha anh em. Chạy 28.000 cây thì nó bị hở bạc. Nó khói quá trời luôn. SH 300 thì nó không có bền bằng SH 150 nha anh em. Đó, mình dám tuyên bố luôn á. Đây, máy nó lớn không bền luôn. Xe này hiện tại đang bị hở bạc. Nó hao nhớt lắm. Thì để mình đo cho anh em xem nha. Cái chai zin SH 300 là xe này mới đã đầu lần đầu anh em ra 71 ly 96 ha. Cái lồng mình đòi, cái lồng bảy mốt ly 98 rồi. Cái lồng nó phải bự hơn cái bê tông xíu nên mới chui vô được. Mọi người một gạch chục dèm xíu à. Giờ mình thử tới cái bạc nha. Mới đã ra luôn. Đồ, nó hở quá nhiều. Bây giờ nó hào nhớt lắm. Nó hở cái này là độ hở đây tới gần gần cánh ly nè, không tới ly. Cái cỡ 0.7 á. Đâu rồi đó. Mình thử cái bạc thứ hai nha. Rồi bạc này nó hở mấy đặng nè. Cái vậy là nhớt nó lên đó nè, chạy nó ăn nhớt. Bạc này là hở khoảng 0.9 đó. Tầm đó. Rồi không xăng đâu đâu, cũng mới mở ra lần đầu nó rất là dơ quá, đóng khói hết rồi. Cái này xúc bắp đầu lòng nữa là làm lại hết, đóng khói. Cái đóng này là đừng hút vô, đừng xả ra cho nó dơ, đừng nói tới đi.
cái khói mịt mù hết rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ sấy lồng và lên cốt. À, giá bê tông nó đóng khói cỡ này nè. Em thấy rõ không? Mới chạy chưa được 30.000 cây nha. Đây xe này kia dên nó đang bị có vấn đề rồi. Nó rất là cứng, mình thấy không? Sượng luôn rồi. Thì anh chủ xe nó có lần ảnh châm nhớt nó bị hụt quá. Ê, lấy T14 á, dặn cái máy lên nè. Trong thùng à. Đang lên nữa, đó. Đó. Mình lắc là cây dên nó lắc theo luôn á. Thế là nó bị sượng rồi, cây dên hiện tại là nó bị sượng. Dên 300 mi là xài dên miễn hết nha. Giờ nó sượng luôn rồi. Quay mấy cái tay ngón quay lên đi. Bây giờ mình sẽ rã làm hết xong rồi mình sẽ quay clip cho anh em xem nha. Mình thay cái bê tông cái loại kia nó tốt hơn trái dìn nữa. À, bên đây à, mình là xài cái bê tông Mintel của Italy luôn. À, chiếc này cũng bị hóa bạc nè. Chiếc này là bị sôi nước. Cái này là 4 chiếc luôn. Cái này thì 65 cộng cho đại tử ruột. Chuẩn bị xuất hành. Thì số bắp là ăn vàng bự hết cỡ nha anh em. 65 cộng đường nước lớn dên đôn tại CNC nha, tại rất là chắc. Xe này có bỏ hợp kim nha anh em. Đó. Chuẩn bị tết nổ máy rồi, giờ mình sẽ tiến hành làm. Anh em có nhu cầu hay có thắc mắc gì liên hệ mình ha, qua địa chỉ với lại số điện thoại mình đây. Ở Facebook của mình là Nguyễn Hồ Gia Bảo luôn nha. Rồi xong. Corot 300 khá đông. 300 này gã máy luôn, rất đầu lòng. Corot luôn. Đây, sau đây mình gắp cái cục máy đắt 300 thì sau khi mình làm xong xúc bắp rồi mà chảo rồi mình làm sạch sẽ hết à. Xăng nó bôi hết. Mài một bát phẳng để cho nó cứng dần hơi, tính tuyệt đối luôn. Bê tông thì mình lên 72.5. Cái này là Mintel của Ý, sản xuất tại Ý luôn. Cái zin nó 72 ly rồi. Đây là da này nó bị hở bạc nó lên nhớt nè. Không khói quá trời. Đấy mình đo cái bạc cho anh em coi. Cái trái Mintel này đặc biệt ở cái bạc nhớt của nó nha anh em. Cái bạc nhớt nó không có giống như cái bạc bình thường. Quay mình rồi. Lấy dây móc mẹ đi. Rồi. Bạc nhớt của nó này. Nó đặc biệt đúng không? Cái bạc nhớt bình thường của xe bình thường zin đó, với hầu hết cái xe còn lại đó là nó có một con sùng với hai cái lá bạc nhỏ. À, còn cái bạc cái nhớt của con này nó liền luôn, nó một mảnh luôn. Để mình đo cái lá bạc của 300 viên rồi 0.75 ha. Cái lá bạc của Mintel nó dày tới 0.9 gần 1 ly luôn. Và nó dày hơn thì độ bền nó sẽ cao hơn. Đó, mình có thước điện tử mình đo chứ mình quay bình thường anh em cũng không có thấy đâu, đúng không? Còn lá bạc dìn của 300 rồi. Được. Dìn nó mỏng không? Các bạn dìn nó mỏng không? Được. Cái cấu tạo là cái bạc à. Cái nó cũng khác nữa nha anh em. Bích tông này nó bền hơn bích tông dìn. Mình dám cam đoan với anh em luôn. Đồng nhìn là chạy 28.000 cây là nó hở bạc, nó hao nhớt.
cái lòng sấy rồi mài qua bát hết rồi đó. Rồi xịt đây. Rồi không sao, quá giờ rồi. Đổ rồi. Đem tuột. Xịt đi, xịt đi. Nhẹ nhẹ thôi. Đó. Dưới đây bây giờ là tới đâu là nó ra tới đó nha nè. Chứ lại cái xe này ấy, cái giờ nó cũng bị hơi cứng cứng rồi, nó không có nhẹ rồi. Nó sườn sườn rồi, quay nó xuống rồi không có lên. Nhưng mà anh chủ xe đó Tết cần xe đi á, cho nên là phải làm đỡ. Chứ đúng xe này là phải mở ra làm miễn dên lại, nó bị cái dên nó bị vấn đề, nó sụn cứng nhắc. Bình thường cái dên này rất là nhẹ, nó không có cứng vậy. Rồi để mình làm xong rồi mình test cho anh em xem sự khác biệt nha. Cái tông này là nó kín dần hơi lắm, nó có bị hở bạc. Bên này là ráp, cái ráp 300. 300 thì đông quá, 5 chiếc. Đó, thằng mài lóc nè, thằng sắp số nè. Thằng này đâu mới ra cái lồng. Đấy, giờ tiệt phẩm công nghệ 2020 nha anh em. Đây. Đụ mấy cái giờ là tới số luôn. Má tới nái con bà hai luôn á. Má bây giờ là bao chớn luôn. Trời ơi. Kiểu quá. Má chớn rồi, có hoài luôn, nó đẩy hoài luôn, rồi đéo gần luôn. Trời ơi. Giờ này dục chịu gì nổi. Đây cường gấp 6 nha anh em. Đó, ra cái lồng. À, cái lồng. Rồi, cái lồng đó chỉ là cái lồng thôi. Hả? Ừ. Mình thủ à, xong xe cho anh em ăn Tết đây. Xe đông quá. Là không có kịp gì trơn. Ở đây Tết phải giữ biết là 300 nè, 300 nè, 300 nè, 300 nè, 300 nè. Quá trời. Đuối. Anh em mời đi tắc niên là đi ăn tiệc không có thời gian đi luôn. Giờ khách hối quá à, phải chịu thôi. Chứ vì đâm mời. Chiếc này full nội bộ ECU. Chiếc này là full bộ xăng lửa. Đủ đồ. Mà máy bị hở bạc rồi, phải gớt đầu. Làm bích tông. Với ráp 300 mà mình ráp vô cái lồng với cái đầu xong đó. Thì mình canh thấy cái phần đầu xúc bắp rồi này kia làm hết chuẩn rồi nha anh em, không bao giờ xì nữa. Canh đồng tiền lại. Thì mỗi lần 300 mây mà mình xấy xúc bắp á là mình phải canh đồng tiền lại hết. Nó có những cái số như là 1.35, 1.3, 1.2, 1.25. Mỗi cái là nó có đỡ gạch vậy đó. Cái máy này nó quan trọng lắm, anh em canh đúng thì nó không có kêu. Với lại mình canh mà dày quá, nó đổ xuống bóp rồi, nó mất gạch tì. Mình canh rồi phải kỹ. Làm cái từng chi tiết 300 mây nó khó làm, nó không giống như mấy cái xe nhỏ đâu. Cái canh đồng tiền hết. Không xăng rồi mình rửa hết rồi nè, sạch sẽ hết rồi. Không còn bị đen. Cái gì nó bỏ vô. Bây giờ mình canh đồng tiền, canh nó là phải có cái thước lá nè, canh xong là phải đo, rồi thước điện tử, thước này của MiTuTuYo, cây này 3 triệu mấy á. Bây giờ mình ráp thôi. Cái tông bên tèo này nó cái nước nhôm nó đẹp hơn zin nhiều, sáng, chất liệu nhôm nó cao cấp hơn. Cái zin này cái bạc nó hơi dở lắm, hai mấy ngàn cây nó hảo bạc. Cái này vô nó bền hơn cái zin luôn. Thì mình làm xong rồi bỏ máy. Xong rồi
mình đồng đầy vào kỹ luôn. Rồi được luôn. Canh là im hơn xe mới luôn á, đảm bảo anh em luôn, tại vì cái đồng tiền á mới thắng rồi. Rồi mình canh chạy lắm nha anh em. Buổi tối á nó hơi ồn á, chứ ban ngày là im lắm. Tối tại vắng quá, giờ nghe được tiếng máy rồi. Đây đây, bạn luôn rồi. Bạn luôn. Rồi, bạn luôn. Máy rất là hiền giờ. Rồi, bố ơi, bố ơi. Nó đẻ để bị ghè à. Bố ơi. Xong cái con 300 mi lên code rồi. Mình gánh đồng tiền bảo đảm với anh em luôn là im hơn xe zin. Tại vì cái xe mà từ đời 2016 tới 2019 á, chiếc nào nó cũng kêu cái đầu đó. Thì anh em cứ để dưới 2016 nó đỡ nha. Chỉ còn 2018 là nó kêu nhiều nhất. À, anh em nghe đầu nha. Im giống như mấy chiếc quay rim vậy đó. Tại vì mình làm rất là nhiều xe này rồi. Xe này lên cái trái cái tông minh teo quý á. Trái này là có còn lâu hở bạc hơn trái zin nữa. Trái zin chạy tầm 30.000 cây là nó bắt đầu nó hao nhớt. Xe này đang bị đó. Xong mình làm lại hết rồi. Tao quay quay đây đất. Mình chạy thử cho anh em xem nha. Clip nha. Anh em có yêu cầu thắc mắc hay muốn làm xe 300 mì thì liên hệ mình. Cảm ơn anh em đã xem clip nha. Đây còn một con, hai con, ba con nữa. Đây cái đầu bò thắc 300 rồi. Ủa chiếc cơ màu đen này nè, nó bị hở bạc rồi. Ơ bởi nó dơ ghê lắm. Tiếp tục đại hội. Đại hội 300 mi. À. 300 giờ hở bạc nhiều quá. Yêu máy nữa.